chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món giò heo giả cầy. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có, đây là giò heo nha mọi người. Giò heo này mình đã thui rồi, chút nữa mình sẽ quay cái quá trình thui cho mọi người nha. Đây là măng, riềng, gừng, sả, tỏi, hành, băm. Đây là nước mía nha mọi người. Mọi người ra tiệm bán nước mía, mọi người mua cái ly nguyên chất như vậy ha. Đây là sữa chua, thay vì ngoài Bắc thì người ta dùng mẻ thì mình không có mẻ mình mua thì mình mua sữa chua mình thay thế nha. Đây là mắm tôm nha mọi người, với lại một ít ngũ vị hương và một ít bột nghệ. Chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Giò heo sau khi chúng ta mua về thì chúng ta phải đi thui nha mọi người, để cho nó sạch á, nó săn lại cái da heo, với lại nó cháy bớt mấy cái lông mà dơ ở trong này nè. Rồi xong rồi mình sẽ đem đi rửa nha. Khi mình thui thì thịt nó sẽ săn cứng như thế này nha mọi người. Cái việc thui như thế này là sẽ giúp cho việc làm heo á, nó không có bị chảy nhớt ra và thịt nó sẽ ngon hơn. Sau khi thui xong một thau như thế này rồi, mình sẽ bắt đầu đem đi rửa nha mọi người. Mình ngâm, mình rửa cho nó sạch. Mình phải ngâm như thế này nha mọi người. Sau mình sẽ bỏ một tí muối vô. Mình khuấy nước cho nó đều lên rồi mình cứ để đó khoảng 5-10 phút. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ướp giò heo nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ hành và tỏi băm vào. Một ít gừng riềng. Một ít bột ngũ vị hương. Một ít bột nghệ. Một ít nước mắm. Một ít đường. Một ít hạt nêm. Một ít mắm tôm. Ok, như vậy là xong rồi nha mọi người. Mọi người nhớ trộn lên nha. Giò heo sau khi mình trộn xong như thế này thì mọi người nhớ để khoảng 10 đến 15 phút cho gia vị nó thấm nha. Giò heo sau khi chúng ta đã ướp xong thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu nha mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ bắt một cái nồi lên và phi thơm gia vị nha. Chúng ta sẽ bắt đầu cho tỏi, hành, sả, ớt vào trước nha mọi người. Tiếp theo là gừng, riềng nha. Gia vị sau khi đã phi vàng thơm như thế này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ giò heo ướp nãy giờ vào nha mọi người. Thấy không, cái việc mà mình thui giò heo như lúc đầu á, là để đến bây giờ mình nấu á, mình sẽ không có thấy cái chất nhớt nó chảy ra nè. Mọi người thấy rất là khô ráo, chỉ có cái nước ướp của thịt heo thôi, chứ thật ra thịt heo không hề bị chảy nhớt nha mọi người. Thịt rất là săn và rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ bỏ sữa chua vào nha mọi người. Những bạn ngoài Bắc á, hoặc là những bạn nào mà nhà gần chợ mà có bán mẻ á, thì mọi người nhớ bỏ mẻ nha. Tại vì mình không có cho nên mình thay bằng sữa chua. Theo chúng ta sẽ đổ nước mía vào nha mọi người. Mình sẽ đổ nước mía vào và hầm khoảng 45 phút nha, cho nước mía nó thấm vô được heo, cho thịt nó ngọt tự nhiên. Mình sẽ hạn chế dùng đường cho món này nha, tại vì nước mía nó rất là ngọt rồi mọi người. Mọi người thấy nó đặc quá thì mọi người có thể cho thêm một tí nước vào nha. Mình thì mình thích ăn lỏng một xíu cho nên mình sẽ cho một ít nước vào.
Trong lúc chờ cái nồi giò heo nó mềm á thì mình sẽ đi xào măng nha mọi người, để mình tiết kiệm được cái thời gian á. Mình sẽ cho một tí muối, một ít hạt nêm, cho măng nó vừa ăn nha mọi người. Nồi giò heo này của mình đã hầm được khoảng 30 phút rồi đó mọi người. Măng sau khi mình xào xong thì mình sẽ đổ vào luôn nha, cho mọi thứ nó hòa quyện với nhau, giống như anh Trường Giang kêu hòa huyện á, để cho gia vị nó thấm vô hết luôn nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm lại cho vừa ăn nha mọi người. Mình sẽ cho một ít muối, một ít hạt nêm. Như vậy là xong rồi nha mọi người. Mình chỉ chờ khoảng 5 phút nữa để nó chín rồi mình sẽ múc ra nha. Nồi giò heo giả cầy của mình đã xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ múc ra tô và trang trí nha. Mình sẽ trang trí một ít ngò nha mọi người. Ta-da, vậy là món giò heo giả cầy của mình đã xong rồi mọi người ơi. Mọi người thấy có đẹp không nè? Món này á, lúc đầu mình chỉ mọi người cách thui heo á, thì đó là một cái tip nhỏ nha mọi người. Tại vì khi mà mình thui heo thì sẽ giúp cho thịt heo sau khi nấu nó sẽ không đổ nhớt nè. Cái thứ hai là thịt nó sẽ giòn hơn. Mình thấy có một số bạn á, trước khi nấu á, mọi người sẽ xào sơ cho thịt nó săn lại. Thì mình nghĩ á, cái cách đó thì thịt nó cũng sẽ săn, nhưng mà khi ăn á, thì nó sẽ không ngon bằng lúc mà mình đi thui nha mọi người. Món này mọi người có thể ăn với cơm, ăn với bún hoặc là với bánh mì đều được hết nha. Chúc mọi người thành công với món mẹ dâu hướng dẫn nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của dâu. Đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của dâu nhé. Hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Bye bye. Nếu mọi người có muốn dâu nấu món gì thì hãy comment bên dưới nha.